Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Chim Ưng Vlog. Để lời nói đầu tiên cho phép Chim Ưng Vlog gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, chúc anh em có những giây phút xem video thật là vui vẻ, thoải mái và bổ ích. Nếu anh em thấy hay và ý nghĩa, hãy cho một like, một sub ra để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hôm nay Chim Ưng Vlog sẽ chia sẻ cho các anh em cách làm sao để tự chế một cái máy ấp trứng. Đó. Làm sao để đạt được cái tỷ lệ lở cao và chuẩn nhất thì máy ấp trứng, để mà đạt được thì nó sẽ cần rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất đó là nhiệt độ này, thứ hai là độ ấm này. Đấy, cái xanh xanh ấy là 55,5 đấy. Thứ ba là không khí, cái thứ hai là không khí, cái thứ ba là độ ẩm này, nhiệt độ là 1 này, độ ấm là 2 này, thứ ba là không khí, và cái thứ tư nữa là đảo trứng, đúng không ạ? Bạn đảo trứng. Đó. Và cái thứ tư nữa là môi trường bên ngoài. Thì riêng hôm nay tôi nói riêng về nhiệt độ nhé các bạn nhé. Tôi sẽ nói riêng về nhiệt độ. Vậy tôi nói riêng về cái nhiệt độ 37,6 này, 37,9 này. Hôm nay tôi thử làm sao để đạt được nhiệt độ cho gà ấp thôi. Hôm nay tôi chỉ nói riêng về cái chia sẻ về cái nhiệt độ. Thì trên thị trường nó có rất là nhiều loại đồng hồ, ví dụ như là thằng Fox 1004 này. Đấy. Thằng FTC 3028 này, và còn rất là nhiều loại nữa. Thì để mà đánh giá được các đồng hồ chuẩn nhất hiện nay trên thị trường ấy, thì tôi chỉ tin dùng cái thằng Fox 1004 này thôi. Đó. Chỉ tin dùng một thằng, còn lại là cái đồng hồ kia thì nó cũng chuẩn xác thôi. Nhưng tỷ lệ chuẩn xác nhất thì nó không cao nhưng nó vẫn lở được nhé các bạn nhé. Còn nhiều các máy khác thì vẫn ok, vẫn lở, vẫn đạt được tỷ lệ rất là cao. Nhưng mà tôi thấy cái thằng Fox 1004 này đạt được tỷ lệ là rất là chuẩn. Thì hôm nay tôi sẽ nói riêng về nhiệt độ. Thì để đạt được cái tỷ lệ mà lở được của gà đấy thì nó rơi vào từ 37 đến 39 độ các bạn nhé. Tại vì là tôi đã đút nhiệt kế vào lòng con gà rồi, để cho khi mà gà mẹ nó đang ấp ấy, thì có những lúc nó lên tới 39 độ vẫn lở được bình thường. Nhưng để mà đạt được cái tỷ lệ mà lở đẹp nhất đấy, và lở chuẩn nhất đấy, chỉ có thằng 37,5 là gà lở được tỷ lệ đẹp nhất, tốt nhất và cao nhất. Thì mình mặc định cho gà lở là mình cài đặt ở cái mức độ là 37,5. Nhưng để mình nói nhưng này, nhưng cái thằng đồng hồ báo này nó không quan trọng các bạn nhé. 37.6 này, đúng không? 37.9 này, để tôi quay đó cho các bạn xem, đúng không? Nó có lệch nhau khoảng tầm 0,4 độ. Nhưng mình bảo vì sao cái thằng mình che tay lại này, mình che tay lại, hai cái thằng này không quan trọng. Quan trọng nhất là cái nhiệt độ trong cái thùng ấp này. Làm sao nó đạt được 37.4 này, đúng không? Nhiệt kế này, nhiệt kế là mình soi cho các bạn xem. Đây một góc, một cái, đây một cái, đúng không? Làm sao cái nhiệt kế này nó đạt được cái tỷ lệ là 37.5 thì cái này mới là cái quan trọng các bạn nhé. Nên nhớ là nhiệt độ trong thùng nó đạt được 37.5. Nhưng để mình nói này, nhưng vì sao cái không khí ở cái tầm thấp này thì nó đạt được 37.5, nhưng mà lên tầm trên này này, các bạn biết không, lên tầm trên cao này, từ đây hất lên thì nó là 39 độ. Thì các bạn phải điều chỉnh, bạn tìm cách là đục lỗ thông khí này. Đấy. để cho tầm trên này nó đạt được 37.5. Chứ thằng này là trên tầm này là 39 độ các bạn nhé. Từ đây ớt xuống là 37.5, từ đây là 38 độ này, từ đây hất lên 38 đến 39 độ. Đấy, càng lên cao thì khí nó bốc lên các bạn thấy không? Khí nó bốc lên thì bạn 37.5 thì bạn ấp vào đây. Còn nếu bạn muốn ấp ở trên cái tầng này nữa, đúng không? Ấp ở trên cái tầng này nữa thì bạn phải chỉnh sửa lại cái nhiệt độ. Đấy, tôi không cần biết các bạn làm cách gì, làm như thế nào thì cái không khí từ đây hất lên là từ 38 độ cho đến 39 độ, từ đây hất xuống là 37 độ 5. Đấy, như cái này là 37 độ 5 chắc chắn luôn rồi này. Đấy, tại vì tôi test thử, tôi quay cho các bạn xem nhé. Tôi rút hai cái nhiệt kế này đi để tôi đo, tại vì tôi đặt nhiệt kế ở cái tầm dấp này, đặt nhiệt kế lên tầm này là nó lên 38 độ đến 39 độ ngay các bạn nhé. Rồi, tôi soi cho các bạn hai cái nhiệt kế này. Gió rất là gió lét luôn các bạn nhé. Cái nhiệt kế đầu tiên 37.4, các bạn nhìn rõ chưa? Cái thủy ngân này, mất thủy ngân này. Đấy, bạn nhìn dấu 37 này. 37.4. Ok, một góc 37.4. Vậy tôi quyết định ở dưới tầng dưới thì tôi bò thùng thuốc ra. Ở dưới tầng dưới tôi đặt đây một cái này, góc này một cái, đúng không? Để tôi đợi điện sáng lên tôi quay cho các bạn, đúng không? Ở toàn bộ cái tầng dưới này là đã đạt đủ nhiệt độ 37.5 là ok. Thì tôi thì ấp hết trứng ở trên này. Thì về riêng về cái phần nhiệt độ thì gà chắc chắn sẽ lở nhá. Còn lên từ tầm trên này lên, càng lên cao thì làm sao ạ? Thì nhiệt độ càng lớn, càng lên cao nhiệt độ càng lớn. Đây, tôi cầm điện thoại có đèn pin tôi quay cho các bạn. Từ đây càng lên cao nhiệt độ càng lớn. Nếu bạn muốn ấp từ trên này hất lên thì các bạn phải làm sao lại điều hòa được cái không khí và cái nhiệt độ ở trên này nó trở thành 37.5 giống như thằng bên dưới này thì gà con lở ra chắc chắn là sẽ ok. Đấy, tôi nói riêng về cái nhiệt độ thôi, còn để cách điều chỉnh thì có rất là nhiều cách khác nhau. Đấy, dùng quạt gió hút ra rồi dùng quạt gió thổi đồng đều không khí này. Tại vì cái máy này của tôi là chưa chế chưa xong nên tôi chưa có mua được quạt gió, tại vì do dính dịch Covid. Nhưng tôi không cần biết các bạn chế như thế nào, nhưng các bạn đặt cho tôi cái tỷ lệ là 37.5 thì ok. Tôi không cần biết các bạn làm cách nào nhé. Bạn mua nhiệt kế, bạn dùng bóng điện sợi đốt hoặc bóng điện này cũng được, hoặc bóng điện nhỏ hơn quả nhót được. Làm sao các bạn duy trì cho tôi là nhiệt độ là 37.5. Rồi về sau nói rồi đến độ ẩm, rồi nói đến không khí sau. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ nói đến độ ẩm. Vậy là nhiệt độ là phải là 37.5, từ 37 đến 39 độ. Nhưng mà để mà đạt được hiệu quả tốt nhất là phải là 37.5. Hôm nay tôi sẽ so chứng cho các bạn nhìn cái tốc độ phát triển nha. Ví dụ như quả đầu tiên tôi test thử là 4 quả 18 này, tôi chọn cô trước nhá. Đấy, xong đến 3 quả 22. Bật điện lên em ơi. Khi nó hết nhiệt là nó phải tự sáng thôi. 3 quả 22. Tôi bỏ vào test vào từng ngày nhé. Tôi bỏ rất nhiều ngày khác nhau để tôi test thử, và hôm nay tôi so chứng cho các bạn. Tôi chưa nói gì về đến độ ẩm nhé. 4 quả 18 này, 1, 2, 3, 4, 3 quả 22. Đây là ngày nó lở. Còn ngày hôm mùng 8 này, hôm mùng 8 là Việt Nam thua. Tôi hơi buồn, tôi ấp trứng để cho gà nó ấy, nhưng mà hơi buồn. Nhưng thôi được rồi, không sao, Việt Nam thắng thua là chuyện bình thường. Thì tôi nói riêng về nhiệt độ, chưa nói đến độ ẩm nhá. Ngày nào tôi nói về độ ẩm sau, thì tôi chỉ cần biết là các bạn đạt được cho tôi nhiệt độ là 37.5.